Tạm biệt khoảnh khắc rung động là thước phim ngôn tình học đường thú vị, sở hữu dàn diễn viên trẻ đẹp và câu chuyện đáng yêu. Tạm biệt khoảnh khắc rung động, Go Back Lover là một trong những dự án tình cảm học đường được đón chờ nhất cuối năm 2024, hứa hẹn mang đến câu chuyện thú vị từ thù thành yêu của hai nhân vật chính dưới một mái nhà. Nội dung tạm biệt khoảnh khắc rung động Nội dung tạm biệt khoảnh khắc rung động được chuyển thể từ truyện dâu Tây Ấn của tác giả Bất Chỉ Thị Kho. Bất Chỉ Thị Khỏa Thái nữ chính thẩm tinh nhược, từ nhược hàm đóng, năm lớp 10 chuyển sang trường trung học Minh Lễ, thẩm tinh nhược sau đó trở thành bạn học, lẫn bạn cùng nhà của nam chính Lục Tinh Duyên, Lý Quân Nghệ đóng. Lục Tinh Duyên là con trai chủ nhà, và ban đầu khá không ưa thẩm tinh nhược. Tuy nhiên sau một thời gian gắn bó, cả hai đi từ mối quan hệ e chó mèo rồi thành tình yêu khi gà bông e ngọt ngào. Liệu có cái kết đẹp nào đang đợi cả hai? Tạm biệt khoảnh khắc rung động gồm 24 tập. Với thời lượng mỗi tập là 45 phút. Lịch chiếu tạm biệt khoảnh khắc trung động tại Việt Nam như sau, đừng bỏ lỡ hành trình tình yêu thanh xuân vườn trường đáng yêu nhất tháng 10 này trong tạm biệt khoảnh khắc trung động nhé.